Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngành giáo dục chỉ đạo thực hiện các quy định trong thu đầu năm học mới. Tăng cường viện phí, người tham gia bảo hiểm y tế không bị ảnh hưởng nhiều. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2019-2020 bắt đầu. Một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm là các khoản thu trong trường học sẽ được triển khai như thế nào. Vấn đề này đang được ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo quyết liệt, tránh tình trạng các trường học tự ý đề ra các khoản thu trái quy định trong năm học mới. Chị Lê Thị Hải Yến ở thành phố Thanh Hóa có hai con đang học ở cấp tiểu học và mầm non. Cũng như nhiều bậc phụ huynh khác, chị cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các con khi bước vào năm học và sẵn sàng nộp các khoản đóng góp phù hợp, phục vụ tốt cho việc học của con. Thế nhưng, trước thực trạng lạm thu diễn ra như một số năm học trước, chị Yến cũng như rất nhiều bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn. Ngoài các cái khoản thu mà bắt buộc ấy, thì có một số cái khoản thu nó cũng là bất hợp lý. Nhưng mà cái đấy thì nằm trong cái khung chung của cái phòng giáo dục và các cái phụ huynh nói chung là như ở mình thì ở các cái vùng ngoại ô đấy, thì các cái khoản thu đấy nó cũng hơi là cao. Đối với một cái số gia đình mà khó khăn đấy, người ta cũng không có thể là đóng góp được, thì cũng đề nghị là cái phòng giáo dục những cái khoản thu nào nó hợp lý và phù hợp với từng cái môi trường để có cái đóng góp cho con cái. Cũng mong là các cái khoản phí ở trường nó không phát sinh những cái bất hợp lý, mà nó chỉ dừng lại ở cái mức độ là phù hợp với lại thu nhập của người dân thôi. Năm học 2019-2020, khắc phục tình trạng lạm thu tại các trường học, ngay từ cuối tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các huyện, thị xã, thành phố và các trường học, trong đó nêu rõ các khoản thu theo quy định, các khoản thu của tổ chức đoàn thể liên quan đến học sinh, các khoản thu phục vụ trực tiếp học sinh và các khoản tài trợ, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Đặc biệt, văn bản cũng nêu rõ một số các khoản cấm không được thu trong cơ sở giáo dục là tiền bảo vệ cơ sở vật chất và an ninh trường học, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Các khoản thu này trong những năm học trước, một số trường vẫn thực hiện thu. Sở Giáo dục cũng cấm không thu đóng góp của cha mẹ học sinh để phục vụ chi thường xuyên như chi hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện sáng, bảo vệ trường, nước sinh hoạt, hoạt động tập thể, thi đua khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Không được thu tiền vệ sinh trường lớp và các công trình vệ sinh. Các nhà trường thống nhất với hội cha mẹ học sinh về mẫu, màu sắc để tự may đồng phục cho học sinh. Nội dung của văn bản đã được ngành giáo dục quán triệt đến tất cả các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Phòng giáo dục đào tạo đã triển khai yêu cầu các nhà trường và tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau đó thì hướng dẫn cho cha mẹ học sinh về cái việc thực hiện các khoản thu, tránh cái việc mà lợi dụng núp bóng dưới danh nghĩa cha mẹ học sinh để thực hiện các khoản thu trái quy định. Đến các khoản thu chi trong trường học năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thể hiện rõ quan điểm sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực hiện thu các khoản đầu năm học. Chúng tôi nhấn mạnh thêm ba cái thông tư rất quan trọng, đó là thông tư 16 là quy định cái tài trợ cho giáo dục. Thông tư 36 là quy chế thực hiện công khai tài chính và công khai trong giáo dục. Và cái thông tư 55 là thông tư ban hành cái điều lệ cha mẹ học sinh. Chúng tôi yêu cầu các cái cơ sở giáo dục phải nghiên cứu rất kỹ cái nội dung của ba cái thông tư này. Đồng thời là bám sát vào các văn bản hướng dẫn của sở. Sở đã hướng dẫn theo đúng quy trình thì các trường thực hiện nghiêm. Với mục đích là làm sao từng bước hạn chế được cái tình trạng lạm thu, quán triệt là chúng ta phải xử lý nghiêm những trường hợp mà lạm thu và cái người đứng đầu phải chịu nhiệm trước nhà nước. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học, thực hiện đúng các quy định về thu chi tài chính, ngành giáo dục và đào tạo cần chú trọng hơn nữa công tác giám sát, nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lạm thu trong trường học.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 8 vừa qua, Bộ Y tế ban hành hai thông tư mới nhằm thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh giữa các bệnh viện công lập, bao gồm giá khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế. Theo đó, từ ngày 20 tháng 8, hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ tăng giá. Mức tăng từ 2 đến 10% ở giá các dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh, xét nghiệm. Theo tính toán của các chuyên gia, việc điều chỉnh giá viện phí lần này nằm trong lộ trình và không ảnh hưởng nhiều đến người có thẻ bảo hiểm y tế. Về cơ bản, thông tư 13 và thông tư 14 không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh, mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ từ 1.390.000 đồng sang mức lương cơ sở 1.490.000 đồng. Cụ thể, giá các dịch vụ khám tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 là 38.700 đồng một lượt, tăng 1.700 đồng. Bệnh viện hạng 2, 34.500 đồng một lượt, tăng 1.500 đồng. Bệnh viện hạng 3, 30.500 đồng một lượt, tăng 1.500 đồng. Bệnh viện hạng 4, trạm y tế xã, 27.500 đồng một lượt, tăng 1.500 đồng. Đồng thời, giá dịch vụ ngày giường bệnh và giá một số dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm khác cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Theo đó, tại bệnh viện hạng đặc biệt, giá giường bệnh là 782.000 đồng một ngày một bệnh nhân, tăng 29.000 đồng. Đối với bệnh viện hạng 1, mức giá dịch vụ ngày giường bệnh là tối đa 705.000 đồng một ngày. Bệnh viện hạng 2 là 602.000 đồng một ngày. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, giá phòng dịch vụ tại các bệnh viện áp theo thông tư 14 có sự điều chỉnh về giá ngày giường điều trị theo yêu cầu. Giá tối đa tại các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 là 4 triệu đồng một ngày với loại phòng 1 giường 1 phòng. Loại 2, loại 2 giường 1 phòng có giá 2,5 triệu đồng một ngày. Loại 3 giường có giá 1,5 triệu đồng, loại 4 giường có giá 1,3 triệu đồng một ngày. Một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh tăng như giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa, khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ, không kể xét nghiệm X-quang là 160.000 đồng, tăng 15.000 đồng. Giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động là 450.000 đồng, tăng 30.000 đồng. Đánh giá về tác động của việc tăng giá viện phí thực tế những ngày đầu triển khai cho thấy, đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo, người có công với cách mạng, đối tượng chính sách thuộc diện được ngân sách nhà nước và nguồn tài chính khác mua thẻ bảo hiểm y tế, việc điều chỉnh dự kiến không bị ảnh hưởng. Còn đối với người cận nghèo, tỷ lệ đồng chi trả là 5% nên mức độ tác động không đáng kể. Các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ không nhiều. Bệnh viện Đa khoa Hồng Lộc bắt đầu áp dụng cái viện phí mới theo thông tư 13 năm 2020 từ ngày 20 tháng 8 2019. Thì hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện chung cái mặt bằng chung, nhưng mà thực tế viện phí nó cũng có cái tăng, cũng có cái giữ nguyên, mà mức độ tăng nó cũng không nhiều nên là cũng chưa ảnh hưởng gì đến việc của bệnh nhân. Tuy nhiên hiện nay Thanh Hóa vẫn còn hơn nửa triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Những đối tượng này sẽ bị ảnh hưởng lớn với mức viện phí đang được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình hiện nay. Nhà nước cũng đã điều chỉnh cái mức giá khám chữa bệnh của đối tượng thu phí không tham gia bảo hiểm y tế, nó ngang bằng với mức giá bệnh nhân bảo hiểm y tế. Và tiến tới là cái mức giá này nó bao gồm cả cái chi phí đầu tư, rồi chi phí lương, rồi chi phí thuốc vật tư tiêu hao và các chi phí cho hoạt động bệnh viện thì đều được tính trong cái giá viện phí. Do đó là nếu mà người bệnh mà không có bảo hiểm y tế thì sẽ phải đóng thêm rất nhiều những khoản chi phí. Cùng với việc điều chỉnh tăng giá viện phí, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện công không được tận thu giá dịch vụ y tế, giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh theo yêu cầu chỉ được áp dụng với những người có nhu cầu và tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế xây dựng thông tư quy định giá khám chữa bệnh theo yêu cầu thống nhất giữa các bệnh viện trên toàn quốc. Chuyên mục Nhà nước pháp luật kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.